Các bạn có biết thế nào là làm tất ăn cả không? Thì đây, đây là một bộ máy có thể làm như vậy. ASUS TUF Gaming A15 phiên bản 2022. Vậy vì sao mình lại nói như vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Phiên bản này có tên đầy đủ là Laptop ASUS TUF Gaming A15, mã là FA507NU. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua thì đường link mua hàng sẽ đến Ankhang Computer, mình sẽ để phần mô tả. Còn bây giờ hãy đi sơ những cái đánh giá của mình. Về phần thiết kế thì so với phiên bản tiền nhiệm thì hầu như mẫu máy này không có quá nhiều điểm khác biệt. Máy vẫn duy trì một phong cách thiết kế hiện đại này, các nét góc cạnh được làm hầm hố và vô cùng ấn tượng khi mà quan sát máy từ xa. Có lẽ điểm khác biệt nhất mà người dùng có thể nhận ra đó chính là cái phong cách thiết kế đến từ mặt A. Ở phiên bản 2022 thì phần mặt A một của máy đã được thiết kế lại trông tinh tế hơn và quyến rũ hơn. Về trọng lượng thì mẫu máy này vẫn có cân nặng theo mình đánh giá là cũng hơi nặng một chút, 2,2 kg, và độ dày là 22,4 mm. Thế nên nếu như các bạn cầm mẫu máy này và di chuyển thường xuyên thì cũng cần phải lưu tâm nhé. Điều mà mình thực sự đánh giá cao của các mẫu ASUS, đặc biệt là ASUS TUF Gaming A15, đó chính là về độ bền. Khi mà mẫu máy này được đạt độ bền tiêu chuẩn quân đội, thế nên là chúng ta có thể sử dụng trong một thời gian dài cũng rất là ok. Đối với những mẫu laptop gaming thì việc tản nhiệt nó trở nên là cực kỳ quan trọng. Và ASUS TUF Gaming A15 2022 này được trang bị ở đây hai quạt 84 cánh để giúp tản nhiệt tốt hơn. Về các cổng kết nối thì ASUS bố trí các cổng kết nối theo mình đánh giá là rất thông minh, khi để hầu hết tất cả các cổng kết nối sang bên trái, và cụ thể ở bên trái chúng ta sẽ có một cổng jack cắm tai nghe 3.5 này, một cổng USB Type-A 3.2, hai cổng USB Type-C 4.0, một cổng HDMI, một cổng RJ45. Và bên cạnh phải thì chỉ còn có một cổng USB Type-A mà thôi. Với việc bố trí như này thì hầu hết tất cả các thiết bị kết nối có dây đều được đẩy sang bên trái, giúp bên phải trở nên là thoải mái hơn khi mà sử dụng các thiết bị ngoại vi, ví dụ như chuột chẳng hạn. Và điều đấy ảnh hưởng rất lớn đến cái trải nghiệm của game thủ. Khi mà chúng ta có một cái phần tay phải sử dụng thoải mái thì chắc chắn chơi game nó sẽ trở nên là sướng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì ASUS cũng trang bị vào đây một công nghệ Wi-Fi 6 để giúp kết nối internet trở nên là tốt hơn. Với phần bàn phím của ASUS TUF Gaming A15 2022 thì mình không có gì để phàn nàn cả. Hành trình phím bấm đủ sâu, chắc chắn và cứng cáp, trải nghiệm gõ tốt và ít tạo ra tiếng ồn khi mà thao tác, đặc biệt là khi thao tác nhanh. Bên cạnh đó, layout của phím được bố trí rất là hợp lý, các ký tự được in rõ ràng, sắc nét và tạo thêm được nhiều điểm nhấn. Bàn phím còn được trang bị hệ thống đèn Aura RGB độc quyền đến từ ASUS, giúp cho mẫu máy này trở nên là sống động hơn khi sử dụng. Về phần touchpad thì dạo này mình đánh giá là các mẫu gaming đang có touchpad dần dần lớn hơn để giúp chúng ta không chỉ là chơi game mà còn có thể sử dụng để làm các tác vụ hàng ngày. Thế nên là touchpad trên sản phẩm ASUS TUF Gaming A15 đã có kích thước rất lớn và sử dụng trải nghiệm rất là mượt mà. Điều này dần dần loại bỏ đi cái suy nghĩ của mình là touchpad trên laptop gaming chỉ là dùng khi mà chống cháy mà thôi. Về màn hình thì đây là một mẫu màn hình có thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu sử dụng các bạn, từ làm việc hàng ngày, chơi game cho đến làm các tác vụ multimedia. Khi mà trang bị vào đây một màn hình IPS kích thước là 15,6 inch độ phân giải Full HD, có tần số quét cao lên đến 144Hz và có rất nhiều các công nghệ hiện đại, ví dụ là Adaptive Sync. Với cái thông số màn hình như trên 144Hz thì chắc chắn là dùng để chơi game thì nó rất là ổn. Nhưng mẫu màn hình này còn có thể làm được các tác vụ media khác khi mà có một cái độ sáng, độ chuẩn màu màn hình rất là tốt. Cụ thể thì chúng ta sẽ thấy một độ sáng màn hình lên đến 274 nits, độ phủ màu sRGB được 89%, Adobe RGB được 78% và DCI-P3 đạt được là 69%. Delta E ở mức khá là vừa phải, khoảng tầm 3. Với cái thông số như trên thì chúng ta có thể sử dụng mẫu máy này ngoài việc chơi game ra thì làm được các tác vụ multimedia cơ bản. Mình chỉ nhấn mạnh là phần cơ bản, ví dụ là chỉnh sửa ảnh cơ bản này, làm CapCut này, làm Canva trên mẫu máy này là ổn. Còn nếu như chúng ta cần làm những cái tác vụ mà cần độ chỉnh màu, độ chuẩn màu cao thì các bạn nên làm thêm với một cái màn hình phụ nữa để giúp cho chúng ta có những cái sử dụng là tốt nhất. Về phần cấu hình thì đây là một điểm lợi thế của ASUS TUF Gaming A15 khi mà trang bị vào đây một con chip AMD Ryzen 7 7735HS, RAM 8GB DDR5 với bus lên đến 4800, SSD 512GB, sử dụng card màn hình RTX 4050 cho một cái hiệu năng cực kỳ cao. Khi mà có một con chip Ryzen 7 7735HS này kết hợp với RTX 4050 sẽ tạo ra một cái hiệu năng cực kỳ lớn. Cái điểm mà mình cảm thấy là hơi lấn cấn trên mẫu máy này đó chính là dung lượng RAM hơi yếu, chỉ khoảng tầm 8GB.
Nhưng không sao, mẫu máy này hoàn toàn có thể nâng cấp lên đến 32GB để giúp cho hiệu năng trở nên là tốt hơn. Và để làm rõ hơn về phần hiệu năng thì mình đã chấm qua cái điểm benchmark các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Siemens R15, Siemens R20, PC Mark 10 3D Max, điểm số của mẫu máy này cực kỳ cao trong lúc giá gaming của nó. Mà đã là mẫu máy gaming thì ngoài cái việc là test hiệu năng qua những cái điểm số benchmark giống như các mẫu máy Ultrabook bình thường, nó cái điều quá xoàng rồi. Chúng ta cần phải test xem hiệu năng thực tế khi chơi game của máy này như thế nào. Thì mình đã chơi qua một vài các tựa game ke rùa hiện nay, những cái tựa game mà ai ai cũng chơi, người người đều chơi, đó là Liên Minh Huyền Thoại, CSGO, PUBG hay Dota 2. Thì tất cả đều sẽ là max setting, ultra setting. Điểm số các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó cực kỳ cao, tất cả đều trên 100 FPS. Và như vậy thì khi mà chúng ta chơi những cái tựa game như thế này trên một cái mẫu máy với mức giá khoảng tầm 25 triệu đồng như trên thì rất rất ổn. Còn quay sang với các tựa game AAA mà mình thường hay chơi, đó là The Witcher 3 này, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, thì khi mà để Ultra Setting cộng thêm DLSS on thì mẫu máy này vẫn trụ được khoảng tầm 60 FPS. Thế nên khi mà chơi các tựa game này thì nếu như chúng ta setting ở mức phù hợp thì những cái trải nghiệm chơi game còn sướng hơn nữa, khi mà chúng ta có một cái cấu hình mạnh này kết hợp với một màn hình lên đến 144Hz thì chơi game trên mẫu máy này khỏi phải nghĩ. Vậy thì với mức giá khoảng tầm hơn 25 triệu đồng như này thì các bạn thấy mẫu máy này ok hay không, hãy vui lòng comment trên bên dưới nhé. Còn video đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua thì đường link mua hàng dẫn đến An Khang Computer mình sẽ để xuống mô tả. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong số video sau. Bye bye.